Ông chủ chạy chó đang thu hoạch vải đây, trên nóc chuồng chó. Cắt phát này hết. Úi giời, đẹp chưa? Bà chú chạy chó đang ở dưới đỡ. Anh em phải ăn vải nhá. Vải Thanh Hà đó. Ồ. Oh. Sai 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 chịu cành. Úi giời. Nhiều lắm. Ấy. Kịch rơi bục 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 bục. Đấy. Ngoan không con? Ơi, xin chào. Hả? À. Ờ, nhỉ, đây đi ăn nhỉ. Đấy, bà mình một đống vải đó. Vì vào về kiếm thêm con vịt ăn. Ơi. Tiếng là sao đây ra xem nào. À. Năm nay chắc lại được vài triệu tiền vải rồi. Trời chưa? Đẹp chưa? Đây này phải thử. Cái nào mà này này vợ chồng Long Quỳnh từ tỉnh về. Việt Gáp không thuốc sâu. Thế đội từ Hà Nội về bóp à, một bên bên đại diện bên thực phẩm huyện Thanh Hà, một bên đại diện bên bộ giáo dục bên giáo dục. Bên đại diện bên chạy chó. Chăn nuôi. Chăn nuôi. Bên cung ứng đồ thực phẩm về bên chăn nuôi. Mở ra người ta cũng biết gì con lòng.
Ê. Đúng không chơi chanh nữa. Ê. Ê. Rồi. Chà chanh nhá. Để chanh. Mình nghe. 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 Mình nghe